Anh ấy cứ chạy mất đi chồng ạ. Thế á? Anh ấy bảo một tí đấy, không lời sao anh cứ chạy mất đi. Chồng đang livestream rồi này. Ok, thầy chào tất cả các em nhá. 2K6, 2K7 đều xem được video này các bạn nhá. 2K6, 2K7 đều sẽ xem được video này. Ok. Nếu như các bạn có nghe thấy thầy thì các bạn hãy thả tim thật là nhiệt tình có thể nhật nhá các bạn nhá. Hello hello các em. Ok chưa? Đấy, thầy đây các bạn nhá. Ăn cơm, các bạn ăn cơm chưa? Ok. Đấy. Không biết là tình hình các em học sinh 2K7 ôn tập đến đâu rồi nhỉ? Không biết là các bạn có cái gì không tự tin không nhỉ? Đấy, thầy luôn sẵn sàng ở đây đồng hành cùng với các bạn học sinh 2K7, 2K6 trên khắp cả nước các bạn nhé. Ok. Và nếu như các bạn có nhìn thấy thầy Nhật thì các bạn hãy thả tim nhiệt tình nhá. Đấy, chia sẻ video này về nhé các bạn nhé. Đấy. Ok thì trả lời các em. Các bạn đâu rồi ạ? Các bạn có online không nhỉ? Đâu rồi? Những con người thề non hẹn biển với tôi đâu hết rồi? Những con người nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi? Bài hôm nay thì kể cả 2K6 và kể cả 2K7 các em đều xem được các bạn nhé. Ok, các bạn sẽ đều xem được video này nhá, đều rất là cần cho các bạn ôn thi, được chưa? Ok, đấy. Hôm nay các bạn ít nói đấy nhở? Đâu rồi? Hello hello thì trả lời các em. Đấy, 2K6, 2K6, 2K7, đấy, vào học văn, đấy, cùng thầy Nhật em ơi, được chưa? Đấy, thầy cam kết với các bạn là buổi học ngày hôm nay, 2K6, 2K7, các em đều có thể học được nhá, ok, đấy, các bạn nhớ thả tim thật nhiệt tình cho thầy nhé các bạn nhá, đấy, thầy luôn sẵn sàng được đồng hành cùng với các em. Online hết lên các bạn nhá. Rồi, chào bạn Khang Trần. Ok, để chào em. Đấy, thầy đã nhìn thấy Khang Trần nhá. Ok chưa? Đấy, các bạn online hết chưa nhỉ? Bài này thì 2K6 và 2K7 đều xem được các bạn nhá. Ok, online hết lên nào. Rồi, những con người thề non hẹn biển với tôi đâu hết rồi? Những con người nói với tôi là yêu thương tôi vô cùng tận đâu rồi? Đấy, thầy đây các bạn nhá. Được chưa? Bài này thì 2K6, 2K7 đều xem được. Đó. Nên các bạn nhớ chia sẻ về tường để có tiện xem lại các bạn nhá. Ok, để trả lời các em. Đấy. Online lên nhá. Đâu rồi. Đấy. Ok, để trả lời các em. Chào bạn Đức Lương. Ok, để chào em. Chào bạn Khang Trần. Rồi, để chào các bạn nhá. Các bạn ôn tập đến đâu rồi các bạn đi? Đúng không? Các bạn ôn tập đến đâu rồi các bạn nhỉ? Đấy. Đúng không? Sắp đỗ đại học chưa? Cái bài này thì kể cả 2K6 và kể cả 2K7 các bạn đều có thể xem được nhé các bạn nhé. Đấy. Bài học này đều cần với cả 2K6, cần với cả 2K7. Đấy. Để ôn thi chương trình lớp Đức Lương em 12 vào xem 11 chơi chơi cũng được. Đấy. Nếu mà có người yêu sinh năm 2K7 thì tác bạn ấy vào đây nhá. Ok. Đấy. Online hết lên nhá. Thầy luôn sẫn sàng được đồng hành cùng với các em. Được chưa? Đấy. Thật ra thì bài này ấy thì kể cả nay học những gì vậy thầy á. Hôm nay thì thầy sẽ giảng cho các bạn về bi kịch. Ok. Chào bạn Trung Huê Minh. Chào bạn Harry Kavin nhá. Anh Tuấn nay học bài gì vậy thầy á? Thế thì cứ lấy sách giáo khoa ra đã, đúng không? Đấy. Hôm nay thì thầy sẽ giảng cho các bạn về bi kịch nhá. Và cái bài này ấy thì kể cả trong chương trình cũ hay kể cả trong chương trình mới các em đều phải học. Đều phải học. Đó. Đối với các em 2K6 thì các bạn cũng có thể thi đại học bài này. Còn đối với các bạn 2K7 thì đương nhiên là các bạn phải xem bài này rồi nhá. Đấy. Đối với 2K7 thì đương nhiên các bạn phải xem bài này rồi, bởi vì đây là chương trình thi lớp 11 kỳ 2 của các em. Đúng không? Đấy. Và hiện tại trên tay thầy thì đang là sách cánh diều các bạn nhé. Online lên nào. Đâu hết rồi. Đấy. Được chưa? Online lên nhá. Ok các bạn. Rồi. Đâu nhỉ? Mai Công Hoàng. Nào. Đấy.
Được chưa? Các bạn online lên chưa? Các bạn đã sẵn sàng cháy hết mình với thầy Nhật trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Đấy. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Đấy, sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng thì comment sẵn sàng nhá. Đấy. Bài gì ở thầy á? Thầy có like lớp 12 không á? Lớp 12 bài hôm nay là có cả trong lớp 12 em yên tâm luôn nhá. Đấy, có cả trong chương trình cũ và trong chương trình mới, đúng không? Đấy. Ok các bạn. Online lên chưa? Sẵn sàng học bài với thầy chưa? Đấy. Chia sẻ nhẹ một cái về tường em nào. Đấy. Rủ hết tất cả các bạn bè của mình vào đây học bài với thầy nhá. Đấy. Được chưa nào? Online chưa? Rồi, mai chúng em thi dạng phân tích hình tượng nhân vật à, Bùi Duy. Bài gì lạ thế hả thầy á? Các em cứ chia sẻ về đi. Đấy, các em sẽ biết là bài hôm nay nhá. Nó có cả trong chương trình cũ và nó có cả trong chương trình mới. Đấy, cái hay của nó là như thế. Bài này 2K6 cũng xem được. Mà kể cả 2K7 xem thì đúng nào cũng được. Đấy, bởi vì trong chương trình cũ và chương trình mới thì đều có bài này. Đó. Cho nên rất là đáng để chia sẻ về tường nhá. Đấy, nếu mà trong buổi live này có các anh chị 2K6 thì các bạn 2K6 hãy nhớ là chia sẻ về và rủ các em 2K7 vào đây xem livestream của thầy nhá. Được chưa? Rồi chào Trọng Tấn, chào bạn Ngọc cái gì đấy? Quốc Ngọc, Đinh Quốc Ngọc à? Chào bạn Tuyền Lê. Ok, chào bạn Lê Hải Anh. Ok. Chào bạn Bùi Đan Huyền à. Chào bạn Chi Uyển Như. Chào bạn Hoàng Thảo Hân, chào bạn Trung Xe Ôm, rồi chào bạn Bùi Anh, chào bạn Hắc Như Mai. Ok các bạn, được chưa? Đấy, để chào tất cả các em nhé. 2K7 nhớ chia sẻ video này về nhá, rủ hết cả người yêu cũ vào đây học bài cùng với thầy nhá. À, Đức Lương bảo là thầy ơi hôm nay hay học vợ nhặt à, cả chương trình cũ cả chương trình mới thì chỉ có vợ nhặt à? Không phải đâu, cái bài này nhá, kể cả là 2K6 cũng xem được, chắc chắn là như thế. Đấy. Và 2K7 thì càng phải xem bài này. Được chưa? Đấy, học thôi thầy ơi á. Thì các bạn chia sẻ video này về đi, đúng không? Đấy. Tag hết bạn bè của mình vào đây, đúng không? Chia sẻ video này về và thả tim nhiệt tình cho thầy Nhật nhá. Ok, tuần sau em thi học sinh giỏi văn em lo quá. Ui, sợ cái gì, đúng không? Chả gì sợ, bình thường nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dở thầy xách cánh diều ra này. Đấy. Xách cánh diều nhá. Và thầy sẽ bật mí là các bạn sẽ thi học bài gì nhá. Nào, bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các bạn thấy là cái bài này nhá, kể cả 2K6 và kể cả 2K7 đều phải học, đúng không? Trong quyển sách cánh diều các em ấy, lớp 11 kỳ 2 nhá. Đấy, trong chương trình lớp 11 kỳ 2 các bạn này, các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Này, thứ nhất là trong chương trình lớp 11 kỳ 2 của em học truyện ngắn, đúng không? Thì thầy đã có buổi livestream giảng cho các bạn về truyện ngắn rồi nhá. Ok chưa? Rồi, đấy. Thứ hai là thơ này. Thì thầy cũng đã dạy cho các bạn một một số tác phẩm thơ của chương trình lớp 11 mới rồi, đúng không? Ok nhá. Đấy. Rồi tiếp theo này. Đấy, đó là tùy bút, bút ký và tản văn này. Đấy. Thì các bạn thấy là có bài Ai là tên đầu sông thầy đã từng dạy các bạn rồi này. Thế thì hôm nay ấy, thì thầy sẽ giảng cho các bạn đó là bi kịch. Đúng không? Đấy. Nó cũng là một nội dung, đúng không? Thi cuối kỳ của chương trình ngữ văn lớp 11 kỳ 2. Nhớ các bạn nhớ. Đấy. Và nó là bi kịch. Được chưa? Đấy. Các bạn, anh chị 2K6 có nhìn thấy tác phẩm nào mà mình cũng phải học để thi đại học không? Đấy, chắc chắn là có đúng không các bạn? Đó, chắc chắn là có. Chúng ta tối ngày hôm nay nhá, thầy sẽ giảng cho các bạn về tri thức ngữ văn của bi kịch. Đúng không? Đấy, tri thức ngữ văn của bi kịch. Và thầy sẽ giảng cho các bạn nhé. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Đúng không? Trích vở kịch Hồn chương 3 Da hàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ, đúng không? Đấy. Thì đây sẽ là nội dung trong buổi livestream ngày hôm nay. Và với buổi livestream này thì kể cả các anh chị 2K6 cũng xem được và kể cả các em sinh năm 2K7 cũng xem được các em nhá. Ok. Rồi cảm ơn bạn Bùi Duy đã chia sẻ video này nhá. Đấy, thầy chúc em sẽ thi tốt, đúng không? Đấy. 2K7 và 2K6 của thầy cố gắng thi tốt nhá các bạn nhé. Được chưa? Bài này ở trang số 102, đúng không? Trong sách cánh diều các bạn nhé. Trang số 102, sách cánh diều, lớp 11 tập 2. Rồi chào bạn Sữa Dừa. Ok. Chào bạn Đức Lương nhá. Ok, cảm ơn bạn Bùi Duy đã chia sẻ video nhé. Nào, chúng ta cùng nhau dở thầy, đó là trang số 102. 102, đây rồi. Đấy. Được chưa?
Tác phẩm này có phải là kể cả anh chị 2K6 cũng xem được không ạ? Đó, đây là tác phẩm cuối cùng của chương trình ngữ văn lớp 12 kỳ 2 của 2K6. Và đây cũng là tác phẩm của 11 kỳ 2, đúng không ạ? Vậy là trong buổi livestream này, các em sẽ thấy là cả 2K6 và cả 2K7 chúng ta đều xem được nhé, buổi livestream này, đúng không? Đều phục vụ cho kỳ thi của mình. Ok chưa? Rồi, ok nhá. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tác phẩm này. Thế trước tiên như này này. Khi mà cái nói về cái sự khác biệt cơ bản ấy giữa chương trình ngữ văn lớp 11 mới và chương trình lớp 12 ấy, đó là gì các bạn? Đó. Việc đầu tiên mà chúng ta cùng nhau nói đến nhá các bạn nhé, đó chính là tri thức ngữ văn, đúng không? Đấy, được chưa nào? Cái sự khác biệt của khóa 2007 ấy, đúng không? Đó là khi giảng một tác phẩm nào đó thì việc đầu tiên không phải là khám phá tác phẩm, viết mở bài, thân bài, kết bài đâu, đúng không? Mà việc đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu về tri thức ngữ văn, đúng không? Kiến thức lý luận về đặc trưng thể loại các bạn nhé. Đấy, được chưa? Kiến thức lý luận về đặc trưng thể loại, đúng không? Đấy, thế thì các bạn có thể nhìn thấy như này, các bạn có thể thấy như này nhá. Cái tác phẩm này ấy, là chúng ta học là kịch, đúng không em? Đúng không? Đấy, tác phẩm này nhá thì nó thuộc vào thể loại là thể loại kịch, đúng không em? Đó, các bạn hiểu này nhá, tác phẩm này nó thuộc vào thể loại kịch đó. Ok chưa? Rồi, các bạn hiểu thầy nhá. Đấy, các bạn hiểu thầy này, tác phẩm này nó thuộc vào thể loại kịch. Thế thì cái việc đầu tiên ấy mà các bạn nên nhớ, đúng không? Thế thì bây giờ như này, chúng ta học chương trình ngữ văn, đúng không? Đấy. Thế tại sao mình lại học kịch? Đấy. Đã bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi như thế không? Đúng không? Okay. Tại sao đã bao giờ mình đặt ra câu hỏi như vậy chưa? Đấy. Thầy sẽ giải thích cho các bạn như này nhé. Kịch là gì em? Về bản chất này, kịch là loại hình nhé. Đấy. Nghệ thuật sân khấu biểu diễn. Đúng không? Đấy. Nhé. Về bản chất thì kịch là loại hình sân khấu, đúng nè, trình diễn. Ok, rồi chào bạn Trần Gia Hơn. Được chưa? Đấy. Về bản chất nhá thì kịch là loại hình nghệ thuật sân khấu biểu diễn, đúng không? Thế tại sao bây giờ mình học môn văn, đúng không? Và mình lại phải học kịch là như thế nào? Đấy, thế bây giờ thầy giải thích các bạn này nhá. Thầy sẽ giải thích là tại sao chúng ta đi học văn mà chúng ta lại phải học kịch nhá các bạn nhá. Đấy. Khi chúng ta học về kịch ấy là chúng ta không phải xem kịch, đúng không? Mà khi chúng ta học về kịch là chúng ta đang đọc kịch bản của vở kịch, đúng không em? Là chúng ta đang đọc kịch bản nhé các bạn nhé. Đấy. Thế kịch bản là cái gì? Kịch bản là bản kịch gốc, được chưa? Đấy. Kịch bản là bản kịch gốc để hình thành nên vở diễn trên sân khấu, đúng không? Đấy. Hình thành nên vở diễn trên sân khấu. Vậy thì khi nó là kịch bản, đúng không? Đấy. Thì nó lại được nhìn nhận là văn bản, đúng không em? Và đương nhiên rồi, nếu như việc mình đọc một văn bản, đúng nào? Thì vở kịch ấy, kịch bản ấy, nó có đời sống văn học. Đó là lý do tại sao khi chúng ta học ấy, thì chúng ta thấy là đến cuối cùng của việc học văn, đúng không? Đấy. Thế thì cuối cùng của việc chúng ta đi học môn văn ấy, đúng không? Thì cuối cùng nó cũng xoay quanh, đúng nào, bốn thể loại, đúng không? Thứ nhất là truyện này, đấy. Thứ hai là thơ này, đấy. Thứ ba là ký này, đấy. Và thứ tư là kịch, các bạn nhé. Đấy, truyện, thơ, kịch và ký, đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về tri thức ngữ văn về thể loại kịch, được chưa? Ok. Thế thì điều đầu tiên là chúng ta cùng nhau nói về kịch. Kịch là, đúng nào, kịch em được biết rồi nhá. Kịch là loại hình nghệ thuật sân khấu trình diễn, đúng không? Và khi mình đọc một vở kịch, có nghĩa là mình đang khám phá vào kịch bản của vở kịch, đúng không? Và kịch bản là cái gì? Là bản kịch gốc hình thành nên vở diễn trên sân khấu. Và khi nó là văn bản, đúng không? Thì nó lại có đời sống văn học, đúng không? Ok không? Đời sống văn học nhá. Thế thì bây giờ mình sẽ nói tiếp này. Thế thì đặc trưng của thể loại kịch là gì ở đây? Nào, đấy, các bạn hiểu ra này. Khi mình nói về kịch nhá, là mình phải nói về đặc trưng của thể loại kịch. Đúng không? Đấy. Thế thì cái sự khác biệt của kịch so với các loại hình văn học khác là gì? Đó. Thế bây giờ thầy giải thích cho các bạn như này cho dễ hiểu này. Về kịch nhá, thì các bạn lưu ý như này này. Thứ nhất, đúng không?
Nếu như trong tác phẩm truyện ấy thì các bạn sẽ thấy là có những tác phẩm truyện nó không cần đến nó không cần đến cốt truyện, nó không cần đến tình huống, đúng không? Nó không cần cao trào, đúng nào, kịch tính hay mâu thuẫn. Ví dụ như các em đã từng học tác phẩm Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam, đúng nào, chuyện của Thạch Lam bàng bạc như sao trời mùa hạ, không kịch tính, không cao trào, không mâu thuẫn, đúng theo không? Ok, nhưng kịch thì không có chuyện đó nhé các bạn nhé. Đấy, đặc trưng của thể loại kịch đó là gì đây? Đó là cốt truyện tập trung cao độ nhé, cốt truyện luôn có tính tập trung cao độ, đúng không? Đấy, bạn nhớ này nhé. Thứ nhất, đặc trưng của kịch là gì? Là cốt truyện có tính tập trung cao độ, đúng không? Đấy, đặc trưng của kịch đó chính là kịch tính, đúng không? Đấy, đúng nào. Kịch tính là gì? Kịch tính là trạng thái, đúng nào? Đấy, là trạng thái căng thẳng nhé. Đấy, là trạng thái căng thẳng trong một vở kịch, đúng không? Đấy, nó sẽ có những xung đột kịch nhé. Đấy, nó sẽ có những xung đột kịch, đúng không? Nó sẽ có những mâu thuẫn buộc phải giải quyết, đúng không? Đấy nhá, có những mâu thuẫn buộc phải giải quyết, đúng không em? Đấy, các bạn nhớ này nhá, về đặc trưng của văn học kịch này, đúng không nào, là cốt truyện của kịch nhá tập trung cao độ, đúng không? Cái hay của kịch đó chính là kịch tính, đúng không? Kịch tính là trạng thái căng thẳng, đúng nào, trong một vở kịch là nơi có những xung đột, có những mâu thuẫn diễn ra, đúng nào, buộc phải giải quyết, đúng không em? Ok nhá. Ôi chào Khánh Hiền nhá, buộc phải giải quyết này. Tiếp theo nữa này, các bạn nhớ này này, tiếp theo nhá. Khi chúng ta nói về kịch ấy thì các em sẽ thấy này, chúng ta có thể phân loại kịch, đúng không? Đấy, chúng ta có thể phân loại kịch. Thế thì cuối cùng thì kịch nó có bao nhiêu loại kịch? Mình có thể chia ra này, kịch có ba loại kịch, đúng không? Loại thứ nhất đó là gì em? Đó là bi kịch nhá. Đấy, loại thứ hai đó là hài kịch, được chưa? Đấy, loại thứ ba đó là chính kịch nhá. Đấy, bi kịch này, hài kịch này và chính kịch. Thế thì khi mình khám phá vào một vở kịch ấy thì mình ngoài việc mình phân loại nó ra, nó thuộc vào thể loại nào nhá, mình quan tâm đến kịch tính thì mình sẽ quan tâm đến hành động ở trong kịch. Hành động chủ yếu được diễn ra trong một vở kịch ấy nó chính là thoại các bạn nhé. Đấy, hành động diễn ra chính trong một vở kịch đó chính là thoại. Và chúng ta thấy là thoại trong một vở kịch thì được chia thành ba loại, đúng không? Đấy, thứ nhất đó là đối thoại nhá. Đấy, đó là đối thoại giữa các nhân vật với nhau, đúng không? Đối thoại. Thứ hai đó là gì đây? Đó là độc thoại mang tính ước lệ, nghĩa là nhân vật có thể tự nói với mình nhưng khán giả cũng nghe được, ok? Và thứ ba đó là gì đây? Đó là bàng thoại, nghĩa là diễn viên có thể nói với khán giả. Nhớ nhá, kịch thì có ba loại kịch: bi kịch này, hài kịch này, chính kịch này. Thoại thì có ba loại thoại này, đó là đối thoại này, độc thoại này, bàng thoại này, đúng không? Đặc trưng của kịch là gì? Là cốt truyện tập trung cao độ nhé, là kịch tính. Xem một vở kịch ta quan tâm vào kịch tính, đúng không? Kịch tính là trạng thái căng thẳng trong vở kịch, đúng nào, là những xung đột, những mâu thuẫn buộc phải giải quyết các bạn nhé, buộc phải giải quyết, đúng không? Ok chưa? Tiếp tục nhé, bây giờ mình lại nói về tiểu thể loại của kịch này, đúng không? Về tiểu thể loại của kịch thì tác phẩm này nó thuộc vào bi kịch nhá. Đấy, về tiểu thể loại thì tác phẩm này nó thuộc vào bi kịch. Thế thì bây giờ mình sẽ giải thích cái này này. Bây giờ nhá, mình giải thích về cấu trúc của bi kịch nhá. Các em để ý này này, khi nói đến những nhân vật trong một bi kịch, đúng không, thì đó thường là những con người có gì đó bạn, có những phẩm chất đáng quý, đúng không? Đấy, nhân vật trong bi kịch thường là những người có phẩm chất đáng quý, đúng không? Thường là những con người có thiện lương trong sáng, đúng không? Đấy, thường là những con người có ước mơ, đấy, hoài bão, đúng nào, khát khao cháy bỏng nhá. Đấy, có ước mơ, có khát khao, hoài bão, cháy bỏng nhưng mà lại không thể thực hiện được nhá, nhưng lại không thể thực hiện được, và cuối cùng
rơi vào kết thúc của sự hủy diệt, đúng không? Đấy, đây là cấu trúc của bi kịch, đúng nào? Nhân vật trong bi kịch thường là những con người có phẩm chất đáng quý, đúng nào? Có thiên lương trong sáng, có ước mơ, có khát khao chân chính, đúng không? Nhưng lại chẳng thể thực hiện được và cuối cùng là rơi vào kết cục của sự hủy diệt. Thì đây nó là gì đây? Nó là cái cấu trúc của bi kịch. Thứ hai này, các bạn lưu ý đây này. Bây giờ mình nói về yếu tố thứ hai nhá. Trong một tác phẩm kịch, bi kịch thì nó có hai loại xung đột chính, đúng không? Nó có hai loại xung đột chính này. Cái loại xung đột thứ nhất đó là gì đấy? Đó là ước mơ, đúng không? Đấy. Nhưng lại gì đấy? Không và khả năng thực hiện, đúng không? Đấy. Một là ước mơ và khả năng thực hiện, nhá. Một là ước mơ và khả năng thực hiện. Và hai, đúng nào? Là loại mâu thuẫn thứ hai này, đó là sự giao tranh lấn át không khoan nhượng, đúng không? Đấy, giữa thiện và ác nhá. Đấy, giữa tốt và xấu, đúng không? Giữa tốt và xấu nhá bạn nhá. Đấy, giữa cao thượng và thấp hèn, đúng không? Giữa cao thượng và thấp hèn. Và cái sự gì đấy, giao tranh này này, đôi khi nó xảy ra ngay trong tâm hồn của một con người nhé. Đấy, đúng không? Đôi khi nó xảy ra ngay trong tâm hồn của một con người. Tất nhiên với một số vở kịch thì cũng có thể là gì đấy, cùng một lúc nó xảy ra hai loại xung đột này cùng một lúc. Tuy nhiên, đúng nào, vẫn sẽ có một mâu thuẫn là gì đấy, là chủ đạo nhé. Trong chương trình mới thì các em đều biết này, trong chương trình mới nhé thì nó sẽ như này này các bạn nhé. Nó sẽ đưa đến cho chúng ta đó là một cái thuật ngữ rất là mới, đúng nào, với bi kịch. Người ta gọi là hiệu ứng thanh lọc các bạn nhé. Đấy, người ta gọi là hiệu ứng thanh lọc, đúng không? Đấy, catharsis các bạn nhé. Đấy, ta gọi đó là hiệu ứng thanh lọc. Hiệu ứng thanh lọc có nghĩa là gì? Khi chúng ta là những người khán giả, đúng không, và xem một tác phẩm bi kịch, đúng không ạ? Đấy, và nhìn thấy đó là những sự giằng xé của nhân vật, đúng không? Đấy, nhìn thấy kết cục của nhân vật, đúng không? Đấy, nhìn thấy sự hủy diệt xuất hiện trong tác phẩm, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ rút ra được những bài học để hoàn thiện nhân cách nhá. Rút ra được những bài học để cùng nhau hoàn thiện nhân cách, đúng không em? Thì người ta gọi đấy là hiệu ứng thanh lọc trong bi kịch, đúng không? Mình là khán giả, mình xem vở kịch, mình là độc giả, mình đọc kịch bản, đúng không? Mình thấy được những cái giằng xé nội tâm, mình thấy được kết cục hủy diệt của vở bi kịch, thì mình sẽ rút ra được những thông điệp, những bài học rất quý giá, đúng nào? Đấy, cho bản thân mỗi người nhé. Thì người ta gọi đấy là hiệu ứng thanh lọc trong một vở bi kịch. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về tác phẩm ngày hôm nay. Cái biểu này này. Đấy. Tác phẩm ngày hôm nay mà chúng ta nói đến, đúng nào, trong chương trình của chúng ta, đó là gì đấy? Tôi muốn được là tôi toàn vẹn nhá. Trích vở kịch Hồn chương 3 Giang thịt, đúng nào, của tác giả Lưu Quang Vũ. Được chưa các bạn? Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái vở kịch này ở trang số 102 trong sách Cánh Diều. Thế các bạn nhé. Đấy. Các bạn lưu ý thầy nhá. Tác phẩm nào là không quan trọng các bạn nhé. Cuốn sách giáo khoa nào là không quan trọng, đúng không? Đấy. Mà quan trọng là chúng ta học cách làm, học cách viết, đúng không em? Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về những cái tác phẩm này nhá. Thứ nhất này, về mở thầy dẫn dắt vào tác phẩm này, đúng không? Chúng ta có thể nói về tên tuổi của Lưu Quang Vũ tác giả, đúng không? Đấy. Khi nhớ đến Lưu Quang Vũ là ta nhớ tới ông là một người nghệ sĩ đa tài, đúng không? Đấy, viết thơ, sáng tác truyện, đúng nào, viết những bài tiểu luận phê bình nhá. Đấy, viết thơ, viết truyện, viết những bài tiểu luận phê bình. Chúng ta nhận thấy rằng đây là một người nghệ sĩ đa tài, đúng không? Nếu ai đã từng đọc thơ của Lưu Quang Vũ sẽ nhận thấy điểm mạnh trong thơ của Lưu Quang Vũ này, đó là gì đấy? Đó là tâm hồn trong sáng, trong trẻo, đúng không? Đấy, đó là tâm hồn trong sáng, trong trẻo, đúng không? Đấy, yêu quê hương nhá, yêu đất nước tha thiết, yêu quê hương, yêu đất nước tha thiết,
đúng không? Một tâm hồn trong sáng trong trẻo, với những bài thơ rất hay như là bài thơ tiếng Việt nhá, hay là bầy ong trong đêm sâu, được chưa? Đấy, bầy ong trong đêm sâu, được chưa nào các bạn? Đó, đó là một tâm hồn yêu quê hương, yêu đất nước trong sáng trong trẻo, đúng nào? Một người nghệ sĩ đa tài, biết đến Lưu Quang Vũ trước tiên ta biết đến có thể ông là một nhà thơ, đúng không? Nhưng cần phải khẳng định một điều rằng chỉ khi ngòi bút của người nghệ sĩ này được thả vào mảnh đất của kịch và sân khấu nhá, được thả vào mảnh đất của kịch và sân khấu thì đây mới là mảnh đất nghệ thuật dành riêng cho người nghệ sĩ này nhá, đây mới là mảnh đất nghệ thuật dành riêng cho người nghệ sĩ này, đúng không em? Đó, nói đến Lưu Quang Vũ là ta nhớ tới ông là hiện tượng của kịch nói Việt Nam nhá. Nói đến Lưu Quang Vũ ta có thể nhớ đến đó là một Shakespeare của Việt Nam, đúng không? Vào những năm 80 của thế kỷ trước, một nhà biên kịch đại tài, đúng không ạ? Đấy, một nhà biên kịch đại tài, các bạn nhá. Đấy, ông cho ra đời rất nhiều những vở kịch đặc sắc, ví dụ như là Lời Thề Thứ 9 nhá, Lời Thề Thứ 9 này, rồi là Nàng Sita này, đấy, rồi là Tôi Và Chúng Ta này, đấy, và có lẽ hay nhất, hay hơn cả phải kể đến đó là vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt nhá, đặc biệt là nằm ở cảnh 7, cảnh mà mọi mâu thuẫn được đẩy lên đến cao trào đỉnh điểm. Có những thời điểm mà từ ngoài Bắc vào Nam, người ta thống kê rằng, đúng không, người ta thống kê rằng có những thời điểm từ ngoài Bắc vào Nam, tất cả những nhà hát và sân khấu đều trình diễn những vở kịch của Lưu Quang Vũ, đúng không? Một hiện tượng của kịch nói Việt Nam, đúng không em? Đấy, tác phẩm này thì không chỉ giành giải nhất của liên hoan sân khấu toàn quốc mà còn giành được huy chương vàng của liên hoan sân khấu quốc tế nhé, tổ chức tại Moscow, được chưa các bạn? Đấy, đấy là cách mà thầy dẫn dắt các bạn vào tác phẩm này, đúng không ạ? Ok, thì các em nhớ thầy này, khi chúng ta nói về cái vở kịch này, đúng không? Đấy nhá, khi chúng ta nói về vở kịch này, đúng không nào? Tôi muốn được là tôi toàn vẹn, trích vở kịch Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ. Thì các bạn nhớ thành như này nhé. Khi mình đọc tác phẩm này, đúng không? Đấy, đây là một bản có thể nói là sáng tạo lại, đúng theo game. Đấy, thế thì trước tiên ấy, mình muốn học về những tác phẩm mà được sáng tạo lại ấy, đúng không? Thì mình sẽ quan tâm đến nguyên tác của nó nhé. Đấy, mình sẽ quan tâm đến nguyên tác của nó, nghĩa là bản gốc của nó. Ví dụ như các em học về truyện Kiều chẳng hạn thì em cũng phải biết về, đúng nào? Đấy, đó là Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, đúng không? Để từ đó mình so sánh giữa truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện, xem cái phần sáng tạo của Nguyễn Du hay đến đâu. Ví dụ thế. Hoặc là bây giờ nhá, ví dụ mình học Hồn Chương 3 Ra Thịt là một vở kịch được sáng tạo lại, đúng không? Thì ít nhất mình phải biết về nguyên tác của nó như thế nào, bản gốc của nó như thế nào. Tác phẩm này này, về bản chất nó là gì em? Nó là một chuyện cổ tích nha các bạn nhé. Đấy, một câu chuyện cổ tích dân gian của chúng ta, đúng không? Và theo câu chuyện cổ tích này thì chúng ta biết rằng Chương 3, đúng nào em? Đấy, Chương 3 là một người làm vườn chăm chỉ nhá. Đấy, là một người làm vườn chăm chỉ này. Đấy, là một người có lối sống thanh cao này. Đấy, là một người yêu thương vợ con này. Đấy, là một người yêu thương vợ con này, đúng không? Là một người có tài đánh cờ nhá, với nước cờ cao thượng, đúng không? Đấy, là một người yêu thương vợ con, là một người có lối sống thanh cao, đúng nào? Là một người làm vườn chăm chỉ, là một người có tài đánh cờ, đúng nào? Và nước cờ cao thượng. Nước cờ cao thượng các bạn nhé. Đấy, nước cờ cao thượng. Được chưa nào? Vì có tài đánh cờ, đúng không? Cho nên Chương 3 đã quen biết với đế thích, đúng không? Đấy, và đế thích là tiên cờ người nhà trời nhá. Đấy, là tiên cờ nhà trời, được chưa? Đấy, họ là những bậc tri âm tri kỷ của nhau, được chưa nào? Đấy, tuy nhiên cái việc quen biết giữa người nhà trời và người dưới trần gian là việc không được cho phép, cho nên đế thích đã tặng cho Chương 3 ba bó hương nhá, nếu cần Chương 3 giúp đỡ, đúng nào, nếu cần đế thích giúp đỡ thì hãy thắp lên những bó hương này, đúng không em? Đấy nhá,
Nếu cần chương 3 xuất hiện và giúp đỡ thì hãy thắp lên những nén hương này và chương 3 đế thích xuất hiện, được chưa? Đấy. Nam Tào nhá và bắt đầu, được chưa? Nam Tào và bắt đầu. Được thế nào đây? Họ thế nào đây ạ? Họ mải đi dự tiệc bàn đào, họ đã gạch nhầm tên của chương 3 trong sổ sinh tử, dẫn đến cái chết đầy oan khuất nhé, dẫn đến cái chết đầy oan khuất. Bởi vì vậy cho nên là gì em, vợ của chương 3 mới thắp lên những nén hương và đế thích đã xuất hiện, được chưa nào, để cho hồn của chương 3 nhé được nhập vào xác của anh hàng thịt vừa mới mất, đúng không? Đấy, xác của anh hàng thịt vừa mới mất này, đó, được chưa nào? Hồn chương 3 được sống lại trong thân xác của anh hàng thịt, đúng không nào? Chính vì vậy nó dẫn đến đó là một sự tranh chấp nhé, chính vì vậy nó dẫn đến sự tranh chấp, đúng không? Tranh chấp giữa vợ của chương 3 đúng không và vợ của anh hàng thịt nhé, tranh chấp giữa vợ của chương 3 và vợ anh hàng thịt, đúng không? Họ đem chương 3 lên quan để xử kiện, đúng không? Quan đồng thời cho hồn chương 3 trong thân xác của hàng thịt làm hai việc, một là mổ lợn nhé và hai là đánh cờ, đúng không? Và điều thú vị là chương 3 trong thân xác hàng thịt không hề biết mổ lợn, đúng không, mà lại chỉ biết đánh cờ, cho nên quan xử cho vợ của chương 3 đúng không nào thắng kiện và đem chồng của mình về nhá. Đấy, được chưa? Đem chồng của mình về, được chưa? Thế thì theo như cái câu chuyện cổ tích này đúng không, thì cái kết thúc của tác phẩm này đó là gì em? Đó là kết thúc có hậu nhá. Chương 3 được sống hạnh phúc và đề huề bên vợ con và gia đình. Có nghĩa là nhân dân trong những tác phẩm cổ tích đúng không nào, chuyện cổ tích thì sẽ thể hiện gì đấy? Thể hiện cái suy nghĩ của họ trong những tác phẩm chuyện cổ tích đúng không nào. Và rõ ràng tác giả dân gian cho ta thấy đúng không nào, chương 3 là một tâm hồn đáng quý, đáng trân trọng, đúng không? Vì vậy mà câu chuyện cổ tích này kết thúc có hậu, đúng không em? Đấy, các bạn nhớ này, đây là cốt truyện gốc nguyên tác của vở kịch nhá, các bạn nhé. Đấy, nguyên tác của vở kịch, được chưa nào? Đấy, đây là cốt truyện gốc ban đầu, ok chưa các bạn? Đấy, các bạn nhớ này này, các bạn nhớ này nhá. Bởi như này, nhưng ở vở kịch này của Lưu Quang Vũ thì khác này, đấy, đúng nào? Chỉ lấy phần đầu của vở kịch nhá và cải biên phần sau theo lối của kịch hiện đại, đúng không? Để cho chương 3 kể từ khi nhập vào xác của anh hàng thịt, đúng không nào? Đấy, liên tục rơi vào tấn bi kịch nghiệt ngã của cuộc đời, đúng không? Thì đây mới là tác phẩm mà các em được học cái này, đúng không? Đấy, được chưa nào? Liên tục xảy ra những xung đột, liên tục xảy ra những mâu thuẫn, đúng không nào? Đấy, đó là gì các em? Đó là cái vở kịch mà các em được học, nó là cái này nhá. Đấy, chứ không phải là cái kết có hậu này của truyện cổ tích, đúng không em? Đó, dựng kịch theo lối của kịch hiện đại. Trần Trường comment thầy ơi giảng vợ nhạc đi, giảng vợ nhạc thì cũng được thôi, nhưng mà cái chính là ấy, cái chính là như này này, bài vợ nhạc là bài mà năm ngoái anh chị thi rồi, hai k năm thi rồi, nếu bây giờ mà giảng vợ nhạc chắc chỉ có 2K7 xem, như 2K6 không xem đâu, đúng không? Ok, thầy giảng bài này thì cả 2K6 cả 2K7 đều xem được nhá. Thế bài như này, chúng ta cùng nhau nói đến cái lớp kịch này, đúng không? Đây là cảnh 7 các bạn nhé. Đấy, cảnh 7 này, đây là nơi mà mọi xung đột kịch được đẩy lên đến cao trào đỉnh điểm các bạn nhé. Ok không? Đấy, các bạn nhận thấy là gì đây? Cái cuộc tranh luận đầu tiên này này, nó xảy ra giữa ai với ai các bạn biết không ạ? Đấy, đó là giữa hồn chương 3 với xác hàng thịt nhá. Đấy, tranh luận với nhau, đúng không em? Đó. Và tại sao có cái cuộc tranh luận này? Thì các em để ý này này, bây giờ chúng ta nói về một cái xung đột trong cái vở kịch này nhá. Đó là mâu thuẫn đầu tiên, đúng không ạ? Đấy, mâu thuẫn đúng với cái nhan đề của tác phẩm này ấy, đó là gì đây? Đó là mâu thuẫn giữa hồn và xác nhá. Đó là mâu thuẫn này giữa hồn và xác, đúng không các bạn? Đấy, mâu thuẫn giữa hồn và xác. Thế thì bây giờ thầy giải thích cái này các bạn dễ hiểu nhá. Hồn và xác đúng không, là hai thứ đều có trong một con người, đúng không? Đấy, thế thế nào? Đấy, và ở nhan đề thì chúng ta thấy rồi, đúng không? Đấy, hai thứ này dù không liên quan với nhau nhưng lại bị gì đây, buộc vào nhau để trở thành một nhá. Hai thứ này lại bị buộc vào nhau để trở thành một. Thế bây giờ mình giải thích này,
Hồn thì là hồn của Chương Ba, đúng không ạ? Hồn là hồn của Chương Ba nhá. Đấy là những gì em? Là một lối sống thanh cao, đúng không? Trong sáng nhá. Một lối sống thanh cao trong sáng, đúng không? Đấy là hồn. Ok chưa? Đấy, được chưa nào? Vậy thì phần hồn này nó là đại diện cho từ người trong từ con người, đúng không? Đấy, nhớ các bạn nhé. Còn xác thì sao ạ? Xác thì của anh hàng thịt, đúng không? Đấy, và nó là gì em? Nó là đại diện cho gì đây? Những nhu cầu, nhớ các bạn nhé. Đấy, những dục vọng tầm thường của con người. Đấy, và nó là phần con trong từ con người, đúng không em? Đó, các bạn nhớ đây nhá, đúng không? Hồn là phần người trong từ con người, đúng nào? Còn xác là phần con trong từ con người, đúng không? Đấy, các bạn nhớ thầy nhá, như thầy nhá. Và nói như Maxim Gorky, được chưa? Đấy, đáng trân trọng phải như hoa với hoa nhá. Đấy, đáng trân trọng phải như hoa với hoa. Vậy mà ở đây hồn thì một đằng mà xác lại một nẻo, đúng không? Cho nên nó dẫn đến sự mâu thuẫn. Và kể từ khi Chương Ba được sống trong thân xác của anh hàng thịt nhá, Chương Ba ngày càng trở nên bị tha hóa và biến chất, được chưa? Đấy, Chương Ba ngày càng trở nên bị tha hóa và biến chất, đúng nào? Theo nguyên lý gần mực thì đen, đúng không? Đấy nhá, theo nguyên lý gần mực thì đen, đúng không ạ? Đấy, Chương Ba bây giờ này không thích làm vườn nữa nhá. Chương Ba bây giờ không thích làm vườn nữa, đúng không? Đấy, thích gì cái thích uống rượu này. Đấy, thích bán thịt này. Đấy nhá, Chương Ba bây giờ không thích làm vườn nữa, thích uống rượu, thích bán thịt, đúng không? Chương Ba bây giờ thích ăn những món ăn giống với hàng thịt, ví dụ như là tiết canh này. Đấy, ví dụ như là cổ hũ này, ví dụ như là khấu đuôi này. Đấy, thích ăn những món ăn giống với hàng thịt này. Rồi là nước cờ của Chương Ba bây giờ nhá. Đấy, nước cờ của Chương Ba bây giờ không còn cao thượng như xưa nữa, mà bây giờ nó đã trở nên cụt lủn nhá và vụn vặt, đúng không? Nước cờ của Chương Ba bây giờ đã trở nên cụt lủn và vụn vặt. Thậm chí cái xác thịt nhá, nó còn chỉ ra rằng khi ở gần vợ tôi, đó là vợ anh hàng thịt đấy, đúng không? Hơi thở của ông thì nóng rực nhá. Hơi thở của ông thì nóng rực này, tay chân thì run rẩy này. Đấy, rồi là cổ nghẹt lại này. Đấy, thế mà lại bỏ đi phí của này, đúng không? Chương Ba đã rung động trước cô vợ của anh hàng thịt nhá. Đấy, Chương Ba đã rung động trước cô vợ anh hàng thịt, đúng không? Đấy, đây là chú nhận thấy rất là rõ nhá. Chương Ba ngày càng trở nên tha hóa biến chất khi sống trong thân xác anh hàng thịt, đúng không? Không thích làm vườn nữa, thích uống rượu, thích bán thịt này. Đấy, thích ăn những món ăn của hàng thịt như tiết canh, cổ hũ, khấu đuôi này, đúng không? Nước cờ bây giờ không còn cao thượng như xưa nữa, nó trở nên cụt lủn và vụn vặt này, đúng không? Rồi ở gần vợ của hàng thịt thì Chương Ba cũng cảm thấy rung động này. Đấy, hơi thở nóng rực, tay chân run rẩy, cổ nghẹt lại này, đúng không ạ? Ok. Đấy, tha hóa biến chất nhé các bạn nhé. Đó là lý do tại sao trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù Cây Đã Từng Học thì sau khi Huấn Cao cho chữ người quản ngục đã khuyên người quản ngục nên bỏ cái nghề nghiệp đi. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì cái thiên lương trong sáng chỉ tồn tại trong môi trường trong sạch. Nếu như bị cuốn vào một lối sống phàm tục thì sớm muộn cũng sẽ bị vấy bẩn. Hình dung chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta nói về tác phẩm nhé. Ngoài việc quan tâm đến xung đột kịch, đúng không? Mâu thuẫn trong kịch, chúng ta cũng phải quan tâm đến hành động kịch, đúng không? Đó chính là thoại. Thoại ở trong kịch, đúng không em? Đấy, thoại trong kịch. Thế thì khi mình nói về thoại nhá, thì mình nhận thấy này, với những câu thoại của hồn này là những câu thoại ngắn, đúng không? Là những câu thoại chỉ biết than trời, đúng không nào? Và thể hiện sự bế tắc, đúng không? Còn những câu thoại của xác thì sao đây? Những câu thoại của xác này dài này, đấy, giọng điệu thì hả hê này, đấy, chế giễu này, hồn này, đúng không? Và gì ấy, và nó đều đưa ra được những dẫn chứng để khẳng định
chương 3 đang ngày càng trở nên bị tha hóa và biến chất mất rồi. Đúng không? Vì thế đây thế này. Đấy, chương 3 đang ngày càng trở nên bị tha hóa và biến chất. Ban đầu thì ngôi nhân xưng trong tác phẩm này nhé, ban đầu này, ngôi nhân xưng tác phẩm này, hồn nó xưng là ta này và gọi xác thịt là mày nhé. Mày là cái thứ xác thịt âm u đuôi mù nhé, mà bất cứ một con thú nào cũng có. Còn ta mới là những giá trị tinh túy thanh cao, đúng không? Những cái thói hư tật xấu là do mày, chúng mày là do ta, đúng không nào? Nhưng càng tiến sâu vào cuộc tranh luận này thì chương 3 ngày càng đối lý và xác thịt ngày càng trở nên thắng thế. Ngôi nhân xưng bây giờ đã trở thành anh và tôi nhé. Để ta thấy được rằng bằng nhau, đúng không? Chương 3 cũng nhận ra mình đã bị tha hóa và biến chất mất rồi, đúng không? Đấy. Khi bị ném vào một lối sống tạp tục thì chương 3 cũng đã trở nên ngày càng bị tha hóa và biến chất mất rồi, đúng không? Và khi em khám phá một tác phẩm kịch, em không chỉ quan tâm đến xung đột trong vở kịch nhé, em không chỉ quan tâm đến thoại trong vở kịch, đúng không, mà điều quan trọng là em phải rút ra được đó là hiệu ứng thanh lọc. Đó là khi mình được xem vở kịch đấy, đúng nào, mình phải rút ra được những thông điệp của vở kịch đem đến cho chúng ta, những bài học như thế nào. Dẫu biết rằng, đúng nào, một vở kịch như thế này không ai người ta lại đi ca ngợi phần xác làm gì, đúng không? Những cái nhu cầu dục vọng tầm thường của con người làm gì cả. Nhưng với Lưu Quang Vũ thì khác nhá, có một cách nhìn rất khách quan. Nghĩa là kể từ khi hồn một đằng, xác một nẻo thì không chỉ có hồn bị rơi ở bi kịch mà ngay kể cả xác cũng không được là chính mình. Nó nói rằng mỗi bữa tôi có thể ăn được 8 9 bát cơm. Tôi đói, tôi thèm ăn thịt, thử hỏi có gì là sai nào? Lỗi là ở nhà này không có đủ 8, 9 bát cơm cho tôi ăn. Đúng không? Nó cũng không được là chính mình. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, đúng không? Đấy, để ta thấy được rằng không chỉ có hồn mà xác cũng phải rơi vào tấn bi kịch này. Nhớ các bạn nhé. Cũng không được là chính mình. Được chưa các bạn? Và từ đó thì chúng ta có thể rút ra được những thông điệp như sau. Đúng không? Đấy. Từ cái xung đột kịch thứ nhất, cái lớp kịch thứ nhất nhé các bạn nhé, đó là gì ạ? Thứ nhất này, khi mình xem vở kịch này giống như việc mình đang soi chiếu vào một tấm gương, và trong tấm gương ấy có hai loại người, hai lối sống, đúng không? Có những con người quá chạy theo phần hồn mà bỏ qua phần xác, đúng không? Thì đây cũng là lối sống đáng bị phê phán, đó là lối sống của những người thiếu thực tế nhé. Đấy, thiếu thực tế, đúng không? Và ngược lại, có những con người chỉ chạy theo phần xác, đúng không em? Đấy, chạy theo phần xác mà bỏ qua phần hồn, thì cái lối sống này này là lối sống dung tục này này, phàm tục này này, thì sớm muộn cũng sẽ gì đấy, mai một đi những giá trị tinh túy thanh cao, đúng không? Đấy, những giá trị tinh túy thanh cao, và hai lối sống này đều đáng bị phê phán nhá. Con người là sự gì đấy, hòa hợp giữa gì đấy, tâm hồn và thể xác. Và hãy nhớ rằng nếu như những nhu cầu dục vọng của con người ta nó trở nên thái quá thì nó sẽ không để cho hồn điều khiển đâu, mặc dù xác là cái bình và hồn là cái điều khiển xác. Thế nhưng mà mình có thể nhận thấy một điều rất rõ ràng rằng nếu như nhu cầu dục vọng nó trở nên thái quá, nó sẽ không để cho phần hồn điều khiển. Giống như bây giờ tối nay chúng ta muốn ngồi vào bàn, chúng ta bật máy tính lên, chúng ta bật điện thoại lên, chúng ta học với thầy Nhật, nhờ bụng của chúng ta đói, chúng ta phải chạy xuống ăn cơm đã. Đấy, các bạn thấy không? Đấy chính là khi xác thịt của các bạn nó lên tiếng. Nhá nhá. Thứ nhất, đúng nào? Đừng chạy quá nhiều theo phần hồn mà quên đi phần xác, để trở thành những con người có lối sống thiếu thực tế. Và ngược lại, có những con, đúng nào? Đừng quá chạy theo những nhu cầu dục vọng tầm thường mà ngày càng đánh mất đi những giá trị tinh túy thanh cao trong đời sống tâm hồn, đúng không? Con người ta ai cũng có phần hồn và phần xác hài hòa, đúng không? Điều quan trọng là chúng ta phải giữ được sự hài hòa giữa tâm hồn và thể xác. Điều đó là rất quan trọng, đúng không? Đấy, đừng chạy theo những giá trị phàm tục, đúng nào? Những nhu cầu dục vọng tầm thường mà ngày càng tàn phai mai một đi những giá trị tinh túy thanh cao. Đấy, đấy là cách mà chúng ta khám phá một vở kịch nhá. Về bản chất, kịch là loại hình nghệ thuật sân khấu biểu diễn, đúng không? Nhưng khi mình đọc kịch bản thì kịch bản là bản kịch gốc để hình thành nên vở diễn, thì nó lại có đời sống văn học. Em hiểu đây không?
Vậy thì khám phá một vở kịch là khám phá cái gì? Chúng ta quan tâm đến xung đột kịch, chúng ta quan tâm đến trạng thái căng thẳng của vở kịch, đúng không? Chúng ta quan tâm đến nhân vật trong kịch, chúng ta quan tâm đến gì nữa? Thoại ở trong kịch. Và điều quan trọng nhất là chúng ta rút ra được những bài học gì từ cái vở kịch đấy, từ cái bi kịch đấy, từ cái xung đột kịch đấy, đúng không em? Đó, thế đấy là những điều rất là quan trọng, đấy là cách mà thầy hướng dẫn các bạn để chúng ta xử lý đối với một tác phẩm kịch đấy. Và như các bạn đã thấy thì trong chương trình Cánh Diều của 11 kỳ 2 ấy, thì bi kịch cũng là một phần để các em có thể thi cuối kỳ nhé, thi cuối kỳ. Đây này, trong chương trình lớp 11 kỳ 2 các bạn này, các bạn sẽ có truyện ngắn này đấy, các bạn sẽ có thơ này đấy, các bạn sẽ có tùy bút bút ký tản văn này đấy, và các bạn sẽ có bi kịch, các bạn thấy không đấy. Thế thì bi kịch cũng là một nội dung để các bạn hoàn toàn có thể thi thi học kỳ 2 lớp 11, cho nên là các bạn 2K7 nên chia sẻ video này về để còn tiện xem lại nhé các bạn nhá. Ok chưa đấy, ok nhá. Đối với các bạn học sinh 2K7 thân mến, thầy cũng muốn thông báo với các bạn luôn đấy, tháng 7 thì thầy bắt đầu mở lớp cho 2K7 đấy, học off tại Hà Nội, địa chỉ là số 8 ngõ 17 Tạ Quang Biểu, Hà Nội. Còn nếu như là những các bạn học sinh 2K7 ở phương xa trên khắp cả nước thì thầy cũng bắt đầu tuyển sinh 2K7 nhá, lớp online của thầy, đúng không? Và thầy là người trực tiếp giảng dạy các em theo hình thức livestream trong nhóm kín. Đó. Về lộ trình của chúng ta có 3 khóa học trong một. Khóa thứ nhất đó là khóa chuyên đề. Đó, khóa chuyên đề nhá. Thì thầy sẽ giảng cho các bạn này từ đọc hiểu này, nghị luận xã hội này, lý luận văn học này, nghị luận văn học này. Đấy, giảng tất cả về lý thuyết cho các bạn. Đấy, ok, đó là khóa đầu tiên, live C, chuyên đề. Khóa thứ hai đó là khóa live T. Khóa này đặc biệt quan trọng với 2K7. Đó là gì đây? 2K7 là khóa đầu tiên học cho chương trình mới, và học tác phẩm nào là không quan trọng, nhưng cái người ta cần ở các em đó là kỹ năng, là kỹ năng các bạn nhé. Đấy. Thế thì đối với khóa 2K7 này thì luyện đề cực kỳ quan trọng. Đó. Vì vậy các bạn học với thầy Nhật thì các bạn sẽ được luyện đề và chấm chữa bài 1-1. Nhớ nhá, để rèn kỹ năng viết bài, rèn kỹ năng đọc hiểu, rèn kỹ năng nghị luận xã hội, đúng không? Đấy. Và cuối cùng trước khi các bạn đi thi thì chúng ta sẽ cùng nhau rà soát lại kiến thức để đi thi cho hiệu quả, đúng không? Khi các bạn đăng ký học văn với thầy Nhật lớp online, đúng không? Thì các bạn sẽ được tặng 6 cuốn sách gửi về tận nhà nhá. Cuốn thứ nhất các bạn được tặng này, đây là cuốn mà anh chị 2K6 không có. Đấy. Cuốn thứ nhất các bạn được tặng nhá, đó là cuốn Sơ đồ tư duy. Đấy, ngữ văn lớp 12 chương trình mới. Mặc dù sách giáo khoa của các bạn đây. Đấy, sách giáo khoa của các bạn mới có nhá. Đây, sách giáo khoa lớp 12 của các em mới có này. Đấy. Nhưng mà thầy đã có hết cả 3 bộ rồi nhá. Đấy, cánh diều kết nối chân trời thì có hết, đúng không? Đấy, sách giáo khoa của các bạn lớp 12 năm sau thầy đã có hết rồi. Và chính vì thế, điều thú vị là thầy Nhật đã soạn xong hết sách tham khảo cho các em 2K7 sang năm. Cuốn thứ nhất đó là cuốn Sơ đồ tư duy. Cuốn này thì 100% được in màu các bạn nhé. Đấy, 100% in màu này các bạn này. Đấy. Thơ là gì này? Khái niệm về thơ này. Khám phá một bài thơ thì cần những bước nào này. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây là cuốn Sơ đồ tư duy các bạn nhé. Đây là cuốn Sơ đồ tư duy. Đấy. Đây là cuốn in màu 100% các bạn nhé. Đây là cuốn đầu tiên các bạn được tặng này. Cuốn thứ hai các bạn được tặng đó là cuốn Bộ công cụ đấy, công phá tất cả các thể loại văn học 12. Đây, thầy cho các bạn xem mục lục nhé. Mục lục này, thơ ca đấy, truyện và tiểu thuyết này, văn học kịch này, ký văn học này đấy, văn bản nghị luận này, văn bản thông tin này đấy, rồi là tuồng chèo này đấy, có hết các bạn nhé. Đấy, tuồng chèo này, rồi là các thể loại văn học trung đại này đấy. Cái cuốn này này nó rất cần, mặc dù nó không dày đâu nhưng nó rất cần với 2K7, bởi vì cuốn này được xem như là một cuốn công thức để giúp cho các bạn 2K7 có thể xử lý được tất cả các thể loại văn bản, ok. Đấy, đó là cuốn thứ hai. Cuốn thứ ba các bạn được tặng đó là cuốn lý luận văn học. Đấy, lý luận văn học này, trong này sẽ có kiến thức lý luận văn học để giúp cho các em viết bài nghị luận văn học hay hơn. Đấy, ok, đây là cuốn thứ ba này. Cuốn thứ tư các bạn được tặng đó là cuốn bộ đề. Đấy, phát triển từ đề minh họa 2025. Đấy, các bạn nhìn nhá, một cái đề thầy soạn này 50 đề nhá, giải từ lớp 10 đến lớp 12. Đấy, các bạn nhìn này, một cái đề của thầy nhá là nó được xử lý đúng theo chương trình mới nhá các bạn nhá. Đấy, đọc hiểu chiếm 5 điểm, à chiếm 4 điểm, à chiếm 5 à, 4 điểm này. Nghị luận xã hội là bài văn 600 chữ này. Đấy, đúng không? Nghị luận văn học là 2 điểm này. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đáp án cũng rất chi tiết các bạn nhá. Đây, đáp án cũng soạn theo khung của bộ luôn nhá. Đấy, soạn theo điểm từng phần một nhá. Đấy, các bạn thấy không?
Cuốn này đã có nhá, 50 đề thi minh họa môn văn nhá các bạn nhá. Đấy, cuốn này sẽ được tặng khi đăng ký học với thầy này. Cuốn tiếp theo các bạn được tặng là cuốn 300 bài văn ghi lộn xộn. Đấy, ok. Rất là dày luôn. Đấy, 300 bài văn ghi lộn xộn các chủ đề theo chương trình mới. Ok. Và cuốn cuối cùng đó là cuốn 150 đề đọc hiểu kể nào chi tiết. Thì trong này sẽ có kiến thức đọc hiểu này. Đấy, có đề này. Đấy, có đáp án, đúng không? Bởi vì môn văn ấy sai gì thì sai, đừng mơ sai đọc hiểu các bạn nhé. Đấy. Sau cuốn sách này sẽ được gửi về tận nhà các em, đúng không? Đấy, khi các bạn đăng ký học với thầy, học phí hiện tại đang được giảm giá ưu đãi 50%, từ 3.600k chỉ còn lại là 1.800k. Đấy, học từ bây giờ cho đến lúc em đi thi luôn. Đấy, thi đại học nhá, 2025. Cách đăng ký học các bạn có hai cách. Một là các em có thể inbox cho fanpage lớp văn thầy Nhật, đúng không? 1.3 triệu follow của thầy. Đấy. Và hai là các bạn có thể điền vào đường link mà thầy đã ghim ở trong phần bình luận trong buổi livestream ngày hôm nay. Đấy. Đối với khóa 2K5, thầy đã có 500 anh chị đạt điểm trên 9 cộng môn văn thi đại học. Đó. Và thầy hy vọng là đến khóa 2K6, 2K7 thì các em sẽ phá kỷ lục của anh chị 2K5. Đó. Đấy. Nếu các bạn học văn và các bạn cảm thấy chưa tự tin thì các bạn hãy về với đội thầy Nhật. Thầy Nhật sẵn sàng được đồng hành cùng với các em, sẵn sàng được trở thành một phần thanh xuân của các em. Đấy, các bạn thấy không? Thầy có xong hết sách rồi nha, soạn xong hết sách của chương trình mới rồi nha. Đấy, được chưa? Các bạn thấy không? Sách giáo khoa đây nhá. Này, sách giáo khoa lớp 12 thì sẵn sàng hết rồi. Đấy, sách giáo khoa kết nối đây. Đấy, sách giáo khoa cánh diều đây. Sách giáo khoa chân trời sáng tạo đây. Đấy, thầy có hết cả 6 quyển, đúng không? Chương trình lớp 12 mới thì các bạn lưu ý cho thầy này. Sách nào là không quan trọng, tác phẩm nào là không quan trọng, mà quan trọng là thầy cô giáo phải dạy được cho em kỹ năng làm bài. Ok. Đấy, người ta chống học tủ, người ta chống đoán đề, người ta chống học thuộc, học vẹt. Đấy. Vì vậy là 2K7 sẽ thi khó hơn anh chị 2K6 rất là nhiều nhá. Đấy. 2K6 thì thi học gì thi đấy. Nhưng mà 2K7 là học một đằng thi một nẻo. Cho nên là nếu các bạn cảm thấy không tự tin thì các bạn hãy về đội thầy Nhật. Ok. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau. Bye bye.